Xin mến chào quý thính giả đang đến với chương trình tin tức cuối ngày hôm nay của Hồng Việt TV với Trương Minh và Quỳnh Anh. Và sau đây sẽ là phần tin Hoa Kỳ. Thống đốc North Carolina dự báo nếu Phó Tổng thống Harris thắng tiểu bang của ông, bà sẽ là Tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ. Thống đốc North Carolina Roy Cooper hôm qua cho biết nếu phó tổng thống Harris thắng tiểu bang của ông thì bà sẽ là tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ. Trong chương trình Face the Nation hôm Chủ nhật, người dẫn chương trình Margaret Brennan hỏi thống đốc liệu là cử tri North Carolina có sẵn sàng đón nhận chuyện là bà Harris tranh cử vào tòa bạch ốc hay không. Ông Cooper nói rằng North Carolina luôn sát sao lúc nào cũng như vậy. Đây là nơi thua sát sao nhất của ứng cử viên Biden-Harris năm 2020, chỉ 1.3%. Thực tế bà Harris trên cương vị phó tổng thống đến North Carolina 17 lần, chứng tỏ bà rất quan tâm đến tiểu bang. Cuộc chinh phục 16 phiếu đại cử tri của tiểu bang lâu nay luôn lôi cuốn phía Dân Chủ. Đảng không thắng lần nào kể từ khi cựu tổng thống Obama nắm 2008. Hồ sơ thống đốc từ đảng Dân Chủ và cụ thể là thành công của ông Cooper ở tiểu bang có lẽ là nguồn lạc quan của đảng. Ông Cooper không tái tranh cử, trong khi đó Bộ trưởng Tư pháp George Stein thuộc đảng Dân Chủ đối đầu với Phó Thống đốc Mark Robinson từ đảng Cộng Hòa. Cuộc khảo sát trong tháng 8 của New York Times và Sina College đã cho thấy ông Stein dẫn trước 10% và phía Dân Chủ hy vọng phát biểu kích động của ông Robinson sẽ giúp họ ghi điểm trong cuộc bầu cử. Khảo sát của Cook Political Report từ cuối tháng 7 đầu tháng 8 cho thấy bà Harris dẫn trước 1% so với cựu tổng thống Trump tại North Carolina là 48% so với 47%. Thay đổi so với khảo sát trong tháng 5. Khi tổng thống Biden thua ông Trump 7% là 41% so với 48%. Thưa quý vị, tin Hoa Kỳ sau đây cho hay 5 người bị bắn bị thương trên đường I-75 ở Kentucky. Cảnh sát tại Kentucky hôm Chủ nhật lùng sụp một khu rừng hẻo lánh để truy bắt một tay súng nổ súng bắn những chiếc xe đang lưu thông trên đường I-75 một ngày trước đó, làm 5 người bị thương. Nhà chức trách khuyến cáo cư dân tránh xa khu vực săn lùng khi các nhóm tìm kiếm lùng sụp khu vực hiểm trở gần đường liên bang cách thành phố London ở đông nam Kentucky khoảng 13 km nơi họ cho rằng tay súng đang ẩn nấp. Giới chức xác định Joseph Couch, 32 tuổi, là nghi phạm sau khi phát hiện chiếc xe của anh ta đứng tên đậu trên con đường gần hiện trường vụ nổ súng. Một hộp, súng, một hộp đựng súng trường được tìm thấy trên xe và một khẩu súng trường EA được tìm thấy gần chiếc xe chiều hôm Chủ nhật. Các trường công ở quận Hạt Loro cho học sinh nghỉ học trong ngày thứ hai hôm nay để phòng ngừa. Thị trưởng Randall Weddell của London tại Kentucky đề nghị dân chúng tránh xa hiện trường vụ nổ súng. Địa hình hiểm trở, cản trở cuộc săn lùng, trong đó bao gồm trực thăng máy bay không người lái drone cùng nhiều cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương. Các nhà điều tra chưa xác định được động cơ của vụ nổ súng. Sự việc bắt đầu vào lúc khoảng 5 giờ 30 phút chiều hôm thứ Bảy, khi cảnh sát nhận được thông tin có nhiều chiếc xe bị bắn trên xa lộ đạn được bắn ra từ sườn đồi nhìn ra xa lộ. Quan cảnh hỗn loạn khi nhiều chiếc xe bị bắn dừng lại bên lề đường. Sức khỏe của 5 người hiện đã ổn định, mặc dù bị thương nặng, trong đó một người bị bắn vào mặt và người kia bị bắn vào cánh tay. Trong khi đó, Ủy ban Hạ viện cáo buộc chính quyền Tổng thống Biden lừa dối công chúng về cuộc rút quân khỏi Afghanistan. Các dân biểu Cộng hòa trong Ủy ban đối ngoại Hạ viện cáo buộc rằng chính quyền Tổng thống Biden lừa dối công chúng về cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan trong báo cáo nêu chi tiết cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của Ủy ban về cuộc rút quân năm 2021. Phía Cộng hòa thường xuyên chỉ trích Tổng thống Biden về cuộc di tản chết người, trong đó có 13 quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng trong cuộc đánh bom tự sát tại Kabul, và họ nay cũng chỉ trích Phó Tổng thống Harris. Trong chương trình Face the Nation hôm chủ nhật ông Michael McCaul là chủ tịch ủy ban cho biết đó là một trong những ngày xảy ra nhiều thương vong nhất tại Afghanistan. Chuyện này lẽ ra ngăn chặn được nếu bộ ngoại giao thực hiện công việc của họ theo luật pháp và tiến hành kế hoạch di tản. 13 quân nhân thiệt mạng vì sự cẩu thả đạo đức của chính quyền. Báo cáo dài chỉ trích quyết định của ông Biden về rút quân khỏi Afghanistan cáo buộc Tổng thống và chính quyền của ông phớt lờ đi những cảnh báo liên tục từ quan chức quân đội, cố vấn an ninh quốc gia và đồng minh của Hoa Kỳ về những rủi ro gắn liền với việc giảm lực lượng Hoa Kỳ xuống con số 0, vì ông Biden ưu tiên chính trị và di sản cá nhân của ông hơn là quyền lợi an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Báo cáo nói rằng Tổng thống Biden có vẻ tin rằng lập trường lịch sử của ông về Afghanistan sẽ bảo đảm di sản của ông. Phó tổng thống Harris dường như hợp tác với tổng thống để rút toàn bộ quân nhân Hoa Kỳ. Ông Biden hiếm khi nào bình luận về cuộc rút quân khỏi Afghanistan, nhưng hồi tháng 9 năm 2021, nói rằng ông sẽ không kéo dài cuộc chiến bất tận này. Sang qua tin tiếp theo, chuyến bay của Southwest Airlines đi San Francisco chuyển hướng đến Ontario ở miền Nam California vì mùi khói. Thưa quý vị, chuyến bay của Southwest Airlines đi phi trường quốc tế San Francisco phải chuyển hướng đến phi trường quốc tế Ontario tại miền Nam California tối hôm thứ Bảy sau khi phát hiện có mùi khói trên phi cơ. Chuyến bay 984 của Southwest trên phi cơ Boeing Max 8 cất cánh từ phi trường quốc tế Phoenix Sky Harbor lúc 7 giờ 30 phút tối đi San Francisco nhưng công bố tình trạng khẩn cấp chung và chuyển hướng đến phi trường quốc tế Ontario ở quận hạt San Bernardino. Phi cơ đáp an toàn xuống Ontario lúc khoảng 8 giờ 30 phút tối. Phát ngôn viên Lynn Lunsford của Southwest cho biết phi hành đoàn quyết định chuyển hướng vì mùi vì ngửi thấy mùi khói trong khoang phi cơ mặc dù không nhìn thấy khói. Phi công đeo mặt nạ oxy sau khi thành viên trong phi hành đoàn ngửi thấy mùi khói. Theo quy định an toàn thông thường, khi đáp xuống Ontario, nhóm đối phó khẩn cấp tiến hành kiểm tra sơ bộ và không phát hiện bất thường nào trên phi cơ. Mùi khói có lẽ từ đám cháy rừng gần đường bay mặc dù chưa rõ nguồn gốc. Hành khách chuyển sang phi cơ khác và tiếp tục hành trình đến San Francisco. Southwest sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện phi cơ. hãng Boeing đạt thỏa thuận tạm thời với nghiệp đoàn để tránh một cuộc đình công của hơn 30.000 thợ máy. Boeing và nghiệp đoàn lớn nhất hôm chủ nhật cho biết họ đạt được thỏa thuận tạm thời về hợp đồng mới mà nếu được phê chuẩn sẽ tránh được cuộc đình công trước cuối tuần này. Theo Boeing thì 33.000 công nhân do nghiệp đoàn IAM đại diện sẽ được tăng lương 25% trong 4 năm mà trong đó tăng lương trung bình 33% do tăng lương thâm niên. Con số này vẫn thấp hơn 40% mà nghiệp đoàn yêu cầu trong cuộc thương thảo. Nhưng công ty đồng ý với một yêu cầu chính của nghiệp đoàn về chế tạo phi cơ kế tiếp của hãng ở tiểu bang Washington. Công nhân cũng sẽ nhận khoản thanh toán một lần 3.000 đô la và số tiền đóng bảo hiểm y tế thấp hơn. Ông John Holden là chủ tịch nghiệp đoàn tại công ty này, nói rằng mặc dù không có cách nào để đạt được mọi yêu cầu. Đề nghị này là hợp đồng tốt nhất mà nghiệp đoàn thương thảo được trong lịch sử. Bà Stephanie Pope là chủ tịch bộ phận phi cơ thương mại của Boeing, cho biết rằng hợp đồng bao gồm đợt tăng lương chung lớn nhất từ trước đến nay của công ty. Cam kết chế tạo dòng phi cơ mới kế tiếp của Boeing tại khu vực Puget Sound có nghĩa là bảo đảm việc làm cho nhiều thế hệ sắp tới. Hợp đồng đang chờ các thành viên nghiệp đoàn phê chuẩn trước tối thứ Năm. Nghiệp đoàn dự tính rằng sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu hai phần trong ngày thứ năm này. Trong đó công nhân bỏ phiếu có chấp nhận hợp đồng hay không và có cho phép đình công nếu họ phản bác hợp đồng hay không. Bỏ phiếu sẽ diễn ra tại tiểu bang Washington và California. Thợ săn bắt được một trong những con cá sấu lớn nhất từ trước đến nay ở Mississippi. Mùa săn cá sấu năm 2024 của Mississippi khởi đầu ấn tượng khi một nhóm gồm 6 thợ săn bắt được một trong những con cá sấu lớn nhất từ trước đến nay tại tiểu bang. Con cá sấu dài 4.26m, nặng 362.8kg, được bắt dưới sông Yazoo, dòng sông dài hơn 3.200km, chảy ngang qua Mississippi và Louisiana. Nhóm thợ săn đứng hãnh diện với con cá sấu họ bắt được để chụp hình, và tất cả sáu người phải bê con vật bất động lên. Cuộc săn cá sấu hàng năm khởi động vào tháng trước và sẽ kéo dài cho đến ngày 9 tháng 9, cho phép người tham gia mang phần thưởng của họ về nhà để làm ví, thắt lưng hay ăn thịt. Hơn 3.700 người tham gia cuộc săn cá sấu năm 2024, trung bình một đội gồm 5 hoặc 6 người. Theo quy định của tiểu bang, người có giấy phép được bắt hai con cá sấu dài hơn 1.2 mét, nhưng chỉ được bắt một con dài hơn 2.1 mét. Con cá sấu lớn nhất từng được bắt dài đến 5.79 mét, nặng hơn 1.043 kg khi nó được bắt ở Louisiana vào năm 1890. Tuy nhiên, con gần đây nhất được Mike Cunningham bắt ở Arkansas năm 2021. Cunningham công bố con cá sấu dài 3.96 mét, nặng gần 626 kg. Con cá sấu lớn nhất ở Mississippi bị giết chết năm 2023, dài hơn khoảng 8cm so với con bắt được trong năm nay. Nhóm thử săn trong đó có cô Megan Sasser, bất chấp mưa lớn để bắt con cá sấu 60 tuổi. Trên mạng xã hội, Sasser cho biết cả nhóm của cô vô cùng vui sướng sau khi bắt được con cá sấu khổng lồ hôm 30 tháng 8. Nhóm thợ săn đưa con cá sấu đến công ty chế biến thịt Red antler ở địa phương. Họ mang phần lớn thịt về nhà và phần còn lại tặng cho Hunter Harvest, tổ chức phân phát thịt săn bắt được cho các gia đình khó khăn. Cháy rừng vượt khỏi tầm kiểm soát tại phía đông Los Angeles đe dọa hàng chục ngàn căn nhà. Đám cháy rừng vượt khỏi tầm kiểm soát tại khu rừng quốc gia ở phía đông Los Angeles đe dọa đến hàng chục ngàn căn nhà và buộc hàng trăm người phải di tản hôm Chủ nhật giữa nhiệt độ nóng bức. Đám cháy Line Fires đang hoành hành trên rìa rừng quốc gia San Bernardino, cách Los Angeles khoảng 105 km về phía đông. Tính đến sáng Chủ nhật, đám cháy đã thiêu rụi khoảng 70 km vuông và để lại khói dày đặc bao trùm khu vực. Đám cháy hôm thứ Bảy nóng đến mức nó tạo ra mây, cháy rừng giống như dông, mang đến thêm thách thức như gió giật và sét đánh. Nhóm cứu hỏa cũng đối diện địa hình dốc đứng, hạn chế khả năng kiểm soát đám cháy của họ. Đám cháy vẫn chưa được kiểm soát phần nào hôm chiều Chủ nhật. Và giới chức quận Hà công bố tình trạng khẩn cấp tối thứ Bảy và phát lệnh di tản đối với Running Spring, Arobea Lake, khu vực phía đông đường Highway 330 và khu vực khác. Cơ quan cứu hỏa tiểu bang cho biết rằng 3 cảnh sát cứu hỏa bị thương và hơn 35.000 công trình bị đe dọa, trong đó có nhà ở và công trình thương mại. Cơ quan cứu hỏa nói rằng tình trạng khô nóng kết hợp với dông tăng thêm thách thức cho cảnh sát cứu hỏa trong những ngày tới. Khu vực bị ảnh hưởng là gần các thị trấn nhỏ tại rừng quốc gia San Bernardino. Cháy rừng đã buộc học khu Redland Unified cho biết khoảng 20.000 học sinh nghỉ học trong ngày hôm nay. Thống đốc Kevin Newsom cũng công bố tình trạng khẩn cấp tại quận hạt San Bernardino và một đám cháy cỏ nhỏ bùng phát chiều Chủ nhật ở tại Clear Lake City mà cách San Francisco khoảng 177 km, buộc khoảng 4.000 người di tản, ít nhất 30 căn nhà và công trình khác bị thiêu rụi. Và đó là kết thúc phần tin Hoa Kỳ. Sau vài phút quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại những tin tức liên quan đến quốc tế.